sẽ làm cho bạn một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Gia Lai, trường chuyên hóa tại tại Gia Lai là trường chuyên Hùng Vương em nhé. Năm học 2017-2018 đây như sau: cho 6,9 gam natri vào 200 ml dung dịch chứa HCl và LCl3, sau khi các phân xảy ra thì thu được A gam ký tự A. Yêu cầu chúng ta là tính A. Rồi, các bạn tính cho thầy mol natri bằng bao nhiêu? Lấy 6,9 em chia cho 23, ở đây nó là bằng, 0,3 thôi. rồi em tính cho thầy mol HCl, lấy thể tích là 0,2 nhân 5 độ bằng 0,05. 0,05. mol của AlCl3 0,08 đúng không ta? Dạ đúng rồi. Rồi, triết lý gì đây? Bạn nào cho biết nào? Khi cho một kim loại tan vào trong hỗn hợp có chứa muối và axit thì phương trình nào sẽ ra? Yeah. Natri đầu tiên sẽ đi tác dụng với chất nào trước em? Dạng là J sẽ tác dụng với HCl. Rồi, ion trước ion nước sau nguyên mạng cuối cùng, đó là triết lý của kim loại tan. Rồi, sau khi tác dụng với HCl xong thì nó sẽ tác dụng với chất nào em? Sẽ tác dụng với nước để tạo ra NaOH và H2. Natri sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành NaOH. Tiếp. Rồi, bây giờ tạm thời đó đi. Rồi, chúng ta so sánh mol đoạn này đã, rồi cái đoạn tới kia tính sau. Ở đây mình giả sử số mol HCl vẫn hết 0,05 mà hết thật này. Chỉ ở đây nó là 0,05. Nhưng ở đây đây là 0,025. Rồi, bây giờ theo bạn thì natri ở đây còn lại là bao nhiêu? Ban đầu là 0,3 đúng không em? Trừ đi 0,05 thì nó còn lại 0,025. Chúng ta lưu ý là ở đây là dung dịch thì nước chúng ta luôn luôn là phản ứng dư, do đó natri sẽ vẫn hết. Bên này nó là 0,25. Được chưa mà? Rồi, khi đó bài toán chúng ta sẽ trở thành bài toán như sau. Khi đó cái chính cái lượng NaOH sinh ra sau phản ứng số 2 là 0,25. Sẽ đi tác dụng với AlCl3 để tạo thành NaCl3, NaCl cộng AlOH 3 lần. Số mol NaLOH AlCl3 chúng ta đã có rồi, 0,08. Chúng ta so sánh mol một lần nữa. Đây về toán thuận dễ. Rồi, so sánh giúp thầy đi Trung ơi. Dạ là mình sẽ chuyển cái LCL3 qua. Chưa bao nhiêu? Dạ là 0,17. Bên đây là 0,08. Dạ. Sau đó cái lượng NaOH ở đây là 0,17, sẽ phân tiếp với AlOH tất cả 3 để tạo thành NaAlOH2. Cộng H2O. Số mol thằng này là 0,08. Rồi. Rồi, số mol tiếp em ơi. NaOH khác dư hay còn em ơi?
Tạt làm phần còn lại. Chiều ở đây 0,08. Bây giờ rồi, Nhỏ này. bây giờ ALOH 3 lần nó bằng 0 rồi thì tính bờ tuổi như thế nào em? Nó bằng 0 thì mở tủ bằng mấy? Bằng 0 gram. Rồi, mấy đứa biết sai chỗ nào không? Sai ở phương trình số 3. Phương trình số 3 đây là gì? Mình quên cân bằng. Đúng rồi, mình không cân bằng cho phải quên. Nói thật là như vậy. Chứ sao cho tủ bằng 0 được, có tủ mà. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bỏ. Bỏ cân bằng đây 3 na OH 3 na SL 0,24. Thằng này hết 0,01. Hết. Bây giờ em, như vậy em sẽ lấy 0,07 em nhân cho 78 tính cho thầy bao nhiêu? 5,46. 5,46. 5,46. 5,46 gram. Rồi. Trước khi mình rời đi thì theo thầy thì các bạn nên kiểm tra đáp số nha. Thầy kéo nhìn đáp số cuối cùng thôi. Ủa sao đây người ta kêu là 3,9 ta? Ừ. 3,9 em à. À, các bạn kiểm tra thử nó có sai chỗ nào sai chỗ nào không em ơi, sao lại bị sai ta? Sẽ đáp số. Nếu mình không sai thì kiểm tra lời giải người ta có sai chỗ nào không nha. Chứ rồi đi mà không làm được thứ gì thì vứt. Không hay đâu ra. Ok. Như vậy người ta giải sai rồi em ơi, người ta giải sai số mol này rồi. À 6,9 mà chia 2 3 bằng 0,2 thì thôi. Bài đi người ta sai, không cần nói nữa, chúng ta đúng. Được chưa em? Rồi. Đáp số là 5,46. À, thầy lại đi lấy lời giải của người ta bỏ vô và lấy đáp số ghi vô luôn, hàng gì sai đúng rồi. Rồi có ai kiến gì về câu hỏi này nữa không ạ? Ý kiến nhiều nữa không nghe ơi? Không.